Chào mừng em đã quay lại với chương trình Đồng hành cùng FIFA Mobile. Và trong phần hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để nâng cấp Ronaldo một cách dễ dàng. Đây thì chúng ta có thể thấy là để nâng cấp Ronaldo thì nó ở trong phần campaign, phần Right to Champion, con đường dẫn tới nhà vô địch. Đây thì cái đầu tiên là sẽ giới thiệu thì sẽ hoàn thành nhiều cái thử thách khác nhau để có thể nâng cấp Cristiano Ronaldo từ over 80 từ over 100. Thì con 80 chúng ta đã lấy được trong phần giới thiệu rồi. Cái nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta hoàn thành một trận đấu VCS Tag, tức là trận đấu đối kháng. Cái thứ hai là chúng ta có thể hoàn thành cái chương 1 của bất kỳ cái khu vực nào. Cái thứ ba là chúng ta có thể gia nhập một clip. Tiếp theo là chúng ta có thể hoàn thành một cái chương 2 ở bất kỳ khu vực nào. Thì ở đây nó sẽ chia ra tiếp cho chúng ta làm 3 đường. Thì mỗi đường sẽ có những thử thách khác nhau. Nhưng mà để có thể đạt được mốc 90 này thì chúng ta phải hoàn thành hết được cả 3 đường. Bây giờ mình sẽ đi lên đường trên trước. Đầu tiên là đạt mốc Amateur 1 trong chế độ đối kháng. Tiếp theo là đạt mốc Pro 2 trong chế độ đối kháng. Tiếp theo là đạt mốc World Class 3 trong chế độ đối kháng. Thì để lên trong chế độ đối kháng thì chúng ta cần tăng fan. Thì chúng ta chỉ cần thắng nhiều và được. Ở đây thì chúng ta có một cái nhiệm vụ phụ, đó là thắng 150 trận đấu đối kháng. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để có thể nhanh chóng giành được 150 trận thắng. Thì chúng ta đã... Vì vậy là nếu mà fan của bạn càng cao thì càng dễ gặp đối thủ mạnh. Thì để nhanh chóng đạt được 150 trận thắng, các bạn có thể đổi xem một cái team yếu. Đây. Sau đó là chúng ta giả bộ thua một trận. Và sau đó chúng ta cứ thua vài trận. Và sau đó chúng ta sẽ đổi lại cái team chính của mình. Đây. Thì cái việc làm này á thì sẽ giúp cho các bạn là không phải tốn quá nhiều thời gian để đá. Vì thỉnh thoảng ví dụ mà chúng ta có thể bận quá thì chúng ta có thể vô trận rồi chúng ta out luôn, chúng ta không đá ở trận đó. Còn khi nào mà đá thì chúng ta sẽ tập trung đá cho nó thắng luôn. Ví dụ như mình đang tập trung đá thắng một trận, khi nào cần thua thì mình có thể là mình lắp cái team yếu vô rồi mình để cho máy tự xử luôn. Thế chỉ cần vô mấy cái quả thôi, rất là tiện. Thì việc này sẽ giúp cho các bạn cày 150 trận hoặc 250 trận để trong chế độ campaign mà nó thoải mái hơn. Bạn thấy là mình đã hạ fan và là thi đấu rất là dễ dàng. Là các bạn có thể thấy mình đang đá với team over thấp hơn nhà hạ fan và dễ dàng giành chiến thắng. Và khi nào mà tới mắt fan nào mà gặp những đối thủ ngang hàng thì mình lại thay cái team yếu cho.
Ok, tiếp theo mình sẽ qua hàng thứ hai, đó là hoàn thành chương 3 ở bất kỳ khu vực nào. Tiếp theo là xây một team over 80. Tiếp theo là hoàn thành chương 4 ở bất kỳ khu vực nào. Thì tiếp theo là hàng thứ ba. Hàng thứ ba là nếu mà chúng ta lấy được Delali, chúng ta sẽ mở khóa được cái nhiệm vụ đầu tiên. Ở dưới thì yêu cầu chúng ta phải thắng 75 League Tournament. Tiếp theo thì chúng ta phải kiếm được một cầu thủ Team Hero. Và nếu mà chúng ta có được 3 cầu thủ Team Hero trong team, chúng ta sẽ mở khóa được như thế này. Thì bây giờ mình sẽ mở cách để chỉ anh em cách để kiếm cầu thủ Team Hero. Thì cuối tuần á, thì hàng tuần thì sẽ có sự kiện Tournament để ở trong phần Event. Đây, Tournament. Thì anh em chỉ cần thắng 7 trận thôi. Như mình là chỉ cần đánh lần đầu tiên thôi, đã thắng được 7 trận rồi. Đây, thì chúng ta sẽ có phần thưởng là một thủ Team Hero. Đây thì mình sẽ mở cầu thủ Team Hero này luôn, để có thể mở khóa nhiệm vụ nâng cấp Rondo. Thanh cao, Boop Shooting. Đây các bạn thấy thanh cao. Đấy, thì chúng ta chỉ cần xây một cái team để đá tour thôi. Và chiến thắng 7 trận là chúng ta có thể lấy được một thủ team hero rồi. Khá đơn giản. Đây là team đá tour của mình. Thì cũng rất là bình thường thôi. Thì cũng mấy cầu thủ thông thường rồi nâng lên 90 thôi. Thì những cái này thì mình đã có làm video rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái phần con đường dẫn tới nhà vô địch trong phần campaign. Thì chúng ta có thể thấy là cái nhiệm vụ này đã mở và mình chỉ cần nhận thôi. Nó sẽ cho chúng ta 25 cái huy hiệu của câu lạc bộ. Tiếp theo là chúng ta chỉ cần kiếm được cầu thủ Domination Richman để thể mở móc tiếp theo. Và để kiếm được thêm một XP thì chúng ta cần thắng 150 trận Domination Match. Đó là cái trận đấu trong của Richman. Mình sẽ mở lại cái event Richman để chị em anh em xem dễ hơn. Đây, cái phần Richman thì 2 ngày nữa mới đá được. Thì mình sẽ đá trong phần ít Whitley. Đây, 2 ngày nữa sẽ mở, anh em sẽ mua. Chúng ta sẽ đá Domination Match win đủ 150 trận. Sẽ mở được cái móc XP ở dưới. Tiếp theo thì nhiệm vụ là xây một team OR90. Đây mình đã thực hiện rồi, mình sẽ nhận luôn. Ở đây thì nó sẽ tiếp tục chia làm hai nhánh. Nhánh ở trên là đạt móc Legendary 1 trong chế độ tối kháng. Móc tiếp theo là xây một team over 95. Móc tiếp theo là xây một team over 100. Và cuối cùng đạt tới móc FIFA Champion, tức là 1 triệu fan trong chế độ tối kháng. Còn ở móc dưới, nó sẽ yêu cầu chúng ta là hoàn thành chương 5 ở bất kỳ khu vực nào để có thể nhận được cái này. Mình đã hoàn thành chương rồi. Tiếp theo là hoàn thành chương 5 ở 3 khu vực để có thể nhận được món này. Tiếp theo là hoàn thành chương 5 ở 5 khu vực. Và cuối cùng là hoàn thành chương 5 ở tất cả khu vực để có thể nhận thêm một XP và nhận được mấy cấp All Campaign. Thì mình sẽ quay lại. Thì khi mà có XP của Rondo rồi thì mình sẽ vô team. Mình sẽ tìm anh Rondo và mình up lên. Trên coi à, ấp anh lên 90 luôn. Được,
thấy tỷ số tăng đáng kể. Như bạn chơi Rondo Free, nhưng mà nếu mà các bạn up lên thì anh ấy sẽ trở thành một con quái vật. Hy vọng qua video này các bạn sẽ biết cách để nâng cấp Rondo một cách dễ dàng, để kiếm được một cầu thủ mà chúng ta không phải tốn quá nhiều tiền để kiếm XP mà có thể trend được lên cao. Anh em xem xong nhớ like và comment ủng hộ nhé. Xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Hy vọng video này sẽ giúp anh em biết cách để nâng cấp Rondo lên cao, thì để chúng ta thêm một con nữa không cần phải tốn nhiều XP mà vẫn lên được lên cao như Ali. Để anh em xem xong nhớ like và comment ủng hộ video nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại những video tiếp theo.